Xin chào anh em nha, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì trong tuần trước mình không xuất hiện để mà cập nhật cho anh em. Tại vì như anh em cũng thấy đó, tuần trước là một cái tuần mà nó dường như là nó cũng không có quá nhiều biến động gì. Và thị trường của chúng ta là dường như đóng băng. Và mọi cái sự hấp dẫn là dường như là của tuần trước nó dồn vào trong tuần này, khi mà có rất nhiều những cái diễn biến mà mình cho rằng là mình phải cập nhật ngay cho anh em để cho anh em tránh bị miss thông tin. Tại vì đây là một trong những cái diễn biến lớn của thị trường hiện tại, và nó có khả năng là nó sẽ định hình thị trường ở ngay trong cái giai đoạn này luôn. Đó, tại vì là thứ nhất, trong tuần này nó có hai cái sự kiện lớn, đó chính là về hai sàn giao dịch lớn luôn em. Thứ nhất là về sàn Binance và thứ hai là về sàn FTX. Đó, nên là đối với mình tuần này là một tuần khá là thú vị. Nên vì thế là chúng ta hãy cùng nhau tiến ngay vào cái video ngày hôm nay thôi. Thì đầu tiên á, cái tin tức đầu tiên mà mình muốn gửi đến cho anh em đó chính là về cái sự kiện xung quanh sàn Binance. Mà mình cho rằng là dường như là 3 ngày qua của chúng ta là 3 ngày chúng ta thực sự là hoảng loạn, đúng không anh em? Đó, thì cái việc xuất phát từ cái FUD đến với sàn giao dịch Binance đó, là đầu tiên á, là vào đầu tuần luôn thì chúng ta bắt gặp một cái thông tin của một cái tờ báo khá là nổi tiếng. Đó chính là tờ Wall Street Journal. Thì cái tờ này đó, nó nói là rằng là cái báo cáo dự trữ của sàn Binance về cái việc mà đưa ra những cái bằng chứng tiền gửi của khách hàng đó anh em. Đó, dựa theo cái lời kêu gọi của CZ kể từ sau mà khi sàn FTX sụp đổ đó. Thì mặc dù cái báo cáo đó khi mà anh em chúng ta cũng đã biết rồi đúng không? Cái báo cáo đó là dường như là Binance đang cầm dường như là 60 mấy tỷ đó, bao gồm cả USDC, BUSD, USDT, Bitcoin, Ethereum và những cái đồng coin khác, để chứng minh rằng là họ có thanh khoản dồi dào, và họ chứng minh rằng là cái lượng tài sản này khách hàng gửi vào và rút ra sẽ không bị bất kỳ một cái gì hết, chứ không hề giấu giếm một cái lượng tài sản nào đó mập mờ sang FTX và sử dụng tiền của khách hàng để làm một cái chuyện nào khác như FTX. Đó, thì Binance đưa ra cái báo cáo đó. Nhưng mà cái tờ này đó thì nó lại nói rằng là Binance chỉ đơn giản là đưa ra cái báo cáo đó thôi. Đó, chứ không có phải là kê khai quá chi tiết về những cái khoản khác trong cái lĩnh vực tài chính. Mà ở đây đó thì theo mình hiểu một cách đơn giản để mình giải thích cho anh em, tức là Binance chỉ đưa ra những cái vấn đề tốt, những cái mặt tốt thôi. Còn những cái khoản như là về khoản nợ nè, về những cái vấn đề về kiểm soát tài chính và những cái mảng khác thì Binance lại không đưa ra trong cái báo cáo Proof of Reserve đó. Thì cái vấn đề này thì tờ báo này thì họ viết rằng là đó, bây giờ Binance đưa ra như vậy, nhưng mà họ vẫn còn một số cái điều xấu khác như là khoản nợ mình vừa trình bày thì họ lại không có đưa ra. Nên vì thế đó là họ đang nghi ngờ rằng là phải chăng là Binance cũng đang bị một cái vấn đề nào đó, gặp rắc rối về mặt thanh khoản, cũng giống như là gặp một số cái rắc rối về cái mặt đen tối đó, nên là Binance không có dám show ra cho mọi người xem. Thì ngay lập tức đó anh em, thì ngay lập tức cái tiêu đề của cái bài báo này và cũng như rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành thì họ cũng đã có một cái sự đồng thuận về cái quan điểm này. Tại vì một cái báo cáo mà theo họ là minh bạch, theo cái cách nhìn nhận của Binance dưới một cái quan điểm là minh bạch rõ ràng đó, thì phải bao gồm tất cả các khoản đó, chứ không chỉ riêng về là cái lượng tiền gửi trên sàn đâu, mà còn về những cái mảng khác nữa. Đó, nên vì thế là những cái người dùng như mình nè, như anh em nào và cộng đồng, khi mà họ nhìn vào cái này thì họ bắt đầu họ nghi ngờ. Tại vì chúng ta vừa mới trải qua một cái đợt khủng hoảng FTX cực kỳ trầm trọng, nên vấn đề sàn giao dịch bây giờ là một vấn đề vô cùng nhạy cảm, mà nhất là đối với sàn Binance nữa. Đó, nên anh em thấy là vào đầu tuần qua thì ngay khi gặp cái thông tin này đó, thì chúng ta đã tiếp đến một cái thông tin first tiếp theo để tấn công vào Binance. Đó chính là lại xuất hiện một cái thông tin là giới chức Mỹ là họ bắt đầu họ có những cái manh mối, họ có những cái động cơ để họ điều tra Binance về tội cáo buộc rửa tiền. Hả anh em? Thì cái việc á, mà Binance rửa tiền này đó, thì mình cho rằng là tại vì nó ra ngay đúng cái thời điểm mà Binance đang bị tấn công, đang bị hoài nghi về cái việc gọi là không có thanh khoản cho người dùng, và lỡ người dùng rút tiền nhiều quá thì Binance sẽ sập các kiểu. Đó, nên là cái vấn đề cáo buộc rửa tiền này lại đưa ngay trong cái thời điểm này cùng với báo Reuters. Thì cái này để mình nhắc lại cho anh em, thật ra cái vấn đề rửa tiền này á, nó không phải là một cái vấn đề quá là mới mẻ đối với những cái nguồn thông tin báo này báo kia, hoặc là giới chức Mỹ họ tấn công vào Binance, mà nó đã từng có rất là lâu rồi. Mình nhớ không nhầm đó là ngay trong giữa năm nay luôn thì chúng ta cũng đã có một cái phết cũng khá là nặng vào thời điểm đó, khi mà ngay cả SEC còn điều tra token BNB là chứng khoán, và những cái cơ quan chính phủ Mỹ là họ cũng điều tra cái vấn đề là Binance đã rửa tiền từ năm 2017 tới năm 2022, là nó đâu đó khoảng là tầm 2 mấy tỷ đó. Đó, nhưng mà mình cũng đã có một cái video để giải thích cho anh em rằng là cái vấn đề mà Binance bị Mỹ điều tra thì cái vấn đề đó nó rất là khập khiễng. Tại vì là nó không có đơn giản, thì Binance thì họ không có thị trường ở Mỹ, họ không họ không hoạt
hoạt động ở Mỹ. Và nếu một ai đó nói rằng là chúng ta có Binance US đúng không, thì Binance và Binance US là hai thực thể hoạt động độc lập, nên cái vấn đề mà Binance bị giới chức Mỹ tấn công pháp lý thì cái vấn đề đó là mình cho rằng là nó cũng là khó để xảy ra để mà có thể đánh sập được Binance. Nhưng mà tại vì là chúng ta đang nhận thông tin này trong một cái bối cảnh nó hỗn loạn như vậy, nên là dĩ nhiên là mọi người sẽ rất là sợ rồi. Thì đó là cái thông tin thứ hai, một cái first thứ hai mà nhắm thẳng vào Binance trong tuần này. Đó, và cái câu chuyện mà sợ Binance sập hay là Binance mất khả năng thanh khoản cũng giống như là bị nhiều bên tấn công như vậy, thì anh em biết rằng một cái hệ quả mà mình cho rằng cái đêm đó mình cũng khá là lo lắng, đó chính là đồng BUSD của Binance đã bị depeg nhẹ. Thì anh em biết được á, là trong năm 2021 và năm 2022 thì chúng ta đã gặp rất nhiều cái cuộc khủng hoảng thanh khoản rồi, chúng ta đã có rất nhiều cú sập của thị trường rồi. Nhưng mà có một cái thông tin mà mình cho rằng chắc chắn rằng chúng ta phải tin tưởng, đó chính là BUSD chưa bao giờ bị depeg. Anh em thấy không, chúng ta có Luna thì mặc dù USDT hoặc là những cái đồng stablecoin khác bị depeg nhưng mà BUSD lại không bị depeg. Rồi chúng ta tiếp theo chúng ta có Celsius, những cái đồng khác cũng bị depeg nhẹ nhưng BUSD thì không. Và tiếp theo đó chúng ta có sự sụp đổ của FTX và cuối cùng là có một cái thông tin cho rằng là Alameda đúng không? Alameda Research đang short USDT làm cho cái thị trường stablecoin của chúng ta trở nên là khá là hỗn loạn. Thì ngay lúc đó thì BUSD cũng chả bị depeg gì cả. Nhưng mà ngay tại thời điểm này, ngay tại thời điểm này là cụ thể hơn là vào tối ngày 13 tháng 12 đó, thì chúng ta đã có nhận được một cái thông tin là đồng BUSD đã bị depeg nhẹ. Thì có thể thấy rằng là những cái first về cái việc mà khách hàng rút quá nhiều tiền, hoặc những cái first rằng là sàn Binance sẽ sập, hoặc thậm chí rằng là những cái first về pháp lý nữa đã khiến cho BUSD bị depeg. Và có một cái nguyên do nữa, đó chính là Binance đã tạm ngừng rút USDC vì thiếu thanh khoản. Thì ở đây á, thì mình có giải thích rõ cho anh em là tại vì cái số lượng người dùng họ rút USDC quá là nhiều, trong khi cái nguồn reserve USDC của Binance thì nó là không có nhiều, nên vì thế đó là Binance đã tạm rút thôi. Và Binance đã lý giải một cách khá là rõ ràng rằng là do là cái việc mà rút qua cái cầu nối cái mạng của USDC thì nó lại liên quan đến ngân hàng ở bên Mỹ, nên phải đợi hoạt động trở lại thì Binance sẽ có những cái thông báo ngay trực tiếp đến người dùng. Thì ngay tại thời điểm mình làm video này thì Binance đã mở lại cổng nạp rút USDC rồi. Và trong cái ngày 13 tháng 12 này thì anh em cũng thấy được rằng là chúng ta đã có rất nhiều tín hiệu từ Web Wallet, khi mà chúng ta có Justin Sun liên tục rút vài trăm triệu đô và ngay sau khi rút đó thì ông ấy lại đép lại lên Binance một con số tương đương như vậy. Thì cái hành động đó thì nhiều người cho rằng là có lẽ là Justin Sun đã ngửi ra mùi không thơm là đã chạy rồi. Nhưng mà đối với mình, khi mà mình nhận xét về cái vấn đề này thì mình thấy rằng có lẽ là Justin Sun đang hỗ trợ CZ để cung cấp thanh khoản bằng USDC để hỗ trợ cho sàn Binance rút tiền mà thôi, chứ không có một cái sự tháo chạy gì ở đây cả. Thì cuối cùng thì bây giờ là BUSD, ngay thời điểm mình làm cái video này đó, thì BUSD đã lấy lại được peg rồi, và cổng nạp rút USDC cũng đã được mở lại rồi nha anh em ha. Rồi, và trong cái ngày và trong 3 ngày kinh hoàng vừa qua đó thì anh em biết rằng là cái việc mà người dùng họ liên tục họ đồn thổi nhau về những cái thông tin không tốt về sàn Binance sẽ sập như vậy đúng không? Nhưng mà cái việc bây giờ nó đã chứng minh được tất cả rồi. Anh em biết trong 3 ngày đó nha, thì cái lượng mà rút tiền ra từ sàn Binance nó lên tới con số khoảng 6-7 tỷ cơ, mà chưa tính một cái lượng Bitcoin được rút ra nữa thì nó cũng khá là cao. Thì ở đây đó thì Nansen họ đã cập nhật khá là chi tiết cho chúng ta rồi. Đó, nhưng mà cho đến ngày 14 tháng 12 đó thì cái lượng reserve của Binance lại được một lần được mở toang ra. Tức là sao? Tức là Binance họ vẫn giữ một cái lượng reserve của khách hàng, lượng tiền gửi được để lên sàn nó đồng nhất với cái việc mà cái báo cáo trước đây họ đưa ra. Và đồng thời đó, khi mà chúng ta nhìn vào cái Twitter của CZ đó, thì ông cũng đã chỉ ra rằng là sao? Rằng là trong những cái ngày qua thì đã có khoảng gần 6-7 tỷ được rút ra khỏi Binance do người dùng quá là lo sợ. Nhưng mà ngay khi mà lên trấn an rồi, ngay khi có những cái giải pháp minh bạch với người dùng, như là CZ lên trấn an bằng lời nói, CZ lên trấn an cộng đồng nhà đầu tư rằng là Binance vẫn có thanh khoản và nhiều cái điều khác nữa, thì cuối cùng đó, thì vào ngày 14 tháng 12 thì chúng ta đã thấy rằng là sau khi một cái cơn ồ ạt rút tiền như vậy thì ngay trong ngày hôm sau thì Binance đã được nhận được một cái số tiền deposit vào lại. Tức là sao? Tức là khi gặp first thì trong khoảng 1-2 ngày đó Binance bị rút ra khoảng 6-7 tỷ, nhưng mà ngay trong ngày hôm sau thì đã có 6-7 tỷ được dép vào lại. Thì cái điều đó chứng minh rằng là cái câu chuyện mà Binance sẽ sập thì đó là cái câu chuyện. Dĩ nhiên mình không thể khẳng định 100% rằng là trong tương lai sẽ có những cái phớt nào nặng đến như vậy hay không, nhưng mà dĩ nhiên thì cái trường hợp mà Binance sẽ sập hay là sau đó thì nó vẫn sẽ có. Tại vì ngay trước khi mà chúng ta bước vào một cái thời kỳ mà BTC bị lũng đoạn như bây giờ thì chúng ta cũng không thể nào nghĩ được rằng là FTX sẽ sập đúng không? Đó, nhưng mà
theo mình đó chỉ là một cái xác suất cực kỳ nhỏ thôi, tại vì bà Ness bây giờ là một cái người, một cái tổ chức, một cái công ty đầu ngành về crypto và đã nâng đỡ crypto, nâng đỡ BTC lên được tới cái mức phát triển như ngày hôm nay thì cũng nhờ một phần lớn của Binance. Đó nên là cái việc mà Binance sẽ xảy ra phải sau đó thì mình cho rằng đó là không cao, đối với mình là không cao. Và nếu mà anh em quay trở lại những cái năm mà năm 2020, 2021 thì nó cũng sẽ có những cái phết còn kinh khủng hơn như vậy nữa về Binance. Chẳng qua là bây giờ chúng ta đang ở trong một cái việc mà sau hậu FTX đó mà lại liên quan đến một cái sàn giao dịch lớn về đầu ngành như Binance nữa, nên là cái việc mà hoảng loạn thì mình cho rằng sẽ có thôi. Nhưng mà chỉ sau 3 ngày thì tới thời điểm hiện tại thì Binance đã giải quyết toàn bộ rồi. Và CZ cũng đã lên, ông nói rằng là cái việc mà khách hàng rút tiền bằng USDC, USDT hay là rút thanh khoản thì khách hàng có thể rút bất kỳ lúc nào. Thì chúng ta hãy thừa nhận với nhau rằng là ở đây chúng ta có một cái mẫu số chung. Mẫu số chung là sao anh em? Mẫu số chung thì anh em thấy được rằng là cỡ một tháng trước, hôm nay là ngày 15 tháng 12 đúng không? Thì vào ngày 14 tháng 11 đó, đây hôm nay là cũng đúng tròn một tháng FTX nộp đơn phá sản đó lên tòa án của Delaware luôn. Thì chỉ một tháng trước thôi chúng ta đã gặp một cái trường hợp tương tự như Binance bây giờ, đó chính là về FTX. Thì anh em hãy nhớ cho mình rằng lúc đó FTX cũng chỉ có khoảng là 2-3 ngày thôi nè, và CEO của FTX á, vào thời điểm đó là Sam Bankman-Fried, thì ông có lên ông nói rằng là gì? Sàn FTX vẫn còn khoảng 9 tỷ để mà cho người dùng rút tiền đó, thanh khoản vẫn còn dồi dào lắm. Nhưng mà anh em thấy chỉ cần 1-2 ngày thôi là FTX sập, đóng cửa, chặn nạp rút người dùng luôn. Huống chi bây giờ là Binance thì cái khoảng thời gian tương tự mà FTX cũng có 2-3 ngày và Binance cũng có 2-3 ngày. Nhưng mà cái cách xử lý của Binance bây giờ anh em thấy rằng là CZ lên, các bạn muốn rút bất kỳ, các bạn muốn rút bao nhiêu các bạn rút. Và cuối cùng con số đã chứng minh rằng là ok, 6-7 tỷ thoát ra, Binance vẫn gượng được. Binance vẫn giải quyết một cách khá là ổn thỏa, và cái việc mà chặn nạp rút USDC thì Binance cũng giải quyết một cách nó rất là nhanh chóng, thông báo ngừng xong rồi. Mình nhớ không nhầm là chỉ trong vòng khoảng là mấy tiếng sau là Binance đã mở lại rồi. Nó khác với cái việc mà lúc trước mà FTX cũng thông báo rằng là chúng tôi sẽ không cho nạp rút USDC, cũng do ngân hàng của Mỹ, nhưng sau đó thì lại chặn luôn, không mở ra lại cho người dùng luôn. Đó thì đây dường như là một cái bài kiểm tra, một cái bài kiểm tra khá là nặng đối với những cái sàn bây giờ, để củng cố niềm tin người dùng, để thách thức rằng là anh có đủ tiềm lực tài chính và anh có đủ cái độ uy tín để cho người dùng có thể tin tưởng vào anh và giao dịch trên sàn của anh hay không. Thì mình nghĩ rằng trong 3 ngày vừa qua thì Binance đã làm quá đủ và làm quá tốt về cái vấn đề này rồi. Đó nên đây là một cái first mình cho rằng là thật ra là cũng không mong muốn đến với CZ và Binance đâu. Nhưng mà dường như là cái first này đã khiến cho Binance là trở nên mạnh mẽ hơn và người dùng sẽ đặt niềm tin nhiều hơn vào Binance. Thì mình, đối với mình thì trong cái giai đoạn đó thì mình cũng chia sẻ một tí là mình cũng rút hết tiền từ Binance để chuyển về ví cá nhân của mình, nhưng mà sau đó thì mình lại đếp tiền lại lên Binance lại. Thì cái đó cũng là một cái điều mà để khiến cho mình cảm thấy yên tâm hơn về Binance anh em. Rồi, thì đó là tất cả những cái first tóm tắt vào ngày qua về Binance. Thì bây giờ chúng ta tiến đến một cái thông tin khá là thú vị khác, thì ở đây mình cũng muốn gửi đến cho anh em. Tức là vào 3 ngày trước nha anh em, 3 ngày trước thì cái thông tin này nó cũng khá là bất ngờ. Là anh em biết cái trang mà truy vấn và tổng hợp thông tin mà về crypto cơ bản, thì chúng ta có hai cái sự lựa chọn. Đó chính là CoinGecko và CoinMarketCap. Thì mình hay dùng CoinGecko hơn. Đó thì CoinGecko á, khi mà anh em vào đó những cái sàn giao dịch mà đang có độ uy tín lớn nhất hiện nay, thì chúng ta thì bây giờ là đã được sở thành Binance rồi. Nhưng mà tầm khoảng 2-3 ngày trước nha, thì anh em biết là Binance nằm ở đâu dưới hạng 10, hạng 11 nè, mà nó kéo dài tầm khoảng 2 ngày chứ không phải là một cái lỗi gì đó từ CoinGecko. Và một cái sự thật thú vị hơn, tức là đây không phải là một cái lỗi hiển thị gì của CoinGecko cả, thì đó mới là cái điều mà khiến mình thật sự gọi là lo lắng. Tại vì CoinGecko á, cái lúc mà FTX sập á, thì đã có nhiều thông tin cho rằng á, là cái nền tảng CoinGecko này nè em là đã biết trước rồi, nhưng mà vẫn đánh giá được cái độ uy tín của FTX là hàng đầu. Đó nên sau khi bị cái first đó thì họ cũng đã cam kết với các nhà giao dịch rằng á, là kể từ sau vụ FTX thì CoinGecko sẽ sử dụng một cái công nghệ mới dựa vào những cái báo cáo bảo chứng về tiền gửi của khách hàng, dựa vào volume, dựa vào độ thanh khoản, dựa vào tất cả những cái chỉ số khác để CoinGecko đưa ra cái thang điểm trust score nó đúng nhất đến cho người dùng. Đó thì trong cái ngày first, anh em biết là Binance là một cái sàn mà cái tổng volume á là bằng 10 cái sàn khác cộng lại vẫn chưa bằng Binance. Đó nhưng mà CoinGecko vẫn xếp Binance ở hạng 9, hạng 10 và thậm chí có lúc tới hạng 11 lần. Mà nó kéo dài tầm 2 ngày như vậy. Đó thì nếu anh em nào để anh em cũng cảm thấy là anh em cũng lo lắng như mình. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đã yên tâm rồi. Hiện tại là mọi first bây giờ đều được CZ và Binance giải quyết rất khá là ổn thỏa. Và bây giờ thì mọi thứ lại trở lại như bình thường rồi. Ha. Rồi, tiếp theo đó thì chúng ta hãy chuyển qua một cái chủ đề khác, đó chính là về Sam Bankman-Fried.
Đó thì cái việc mà Sam bán Winfrey tại sao là hôm nay mình nhắc, tại vì là có lẽ bây giờ là một cái kết quả mà cho rằng là sẽ có nhiều người, khiến nhiều người thỏa mãn, sẽ có khiến nhiều người cảm thấy phấn khích, vì đó là những cái lỗi lầm mà Sam Bankman-Fried đáng phải nhận khi mà gây ra một cái tổn thất lớn trên cái thị trường của chúng ta, trên diện rộng luôn đó. Và thậm chí là đã có những người họ mất mát cả đời, họ làm lụng tiết kiệm tài sản gì đó trên toàn thế giới. Thì đây đó, thì sẽ có nhiều người nghĩ như vậy và sẽ có nhiều hả hê như vậy, nhưng mà đối với riêng cá nhân mình thì mình cũng bị một cái phần tổn thất về FTX. Nhưng mà đâu đó thì chúng ta nhìn vào thì chúng ta vẫn phải hơi khách quan một chút ha anh em. Thì trong đầu tuần này luôn, giữa cái first Binance đang diễn ra như vậy thì Sam Bankman-Fried lại bị nhận liên tiếp những cái đòn cáo buộc pháp lý mà mình cho rằng cũng khá là nặng nề. Đầu tiên đó chính là về SEC ha, thì dành cho anh em nào chưa biết, đó chính là SEC là một cái cơ là ủy ban giao dịch hàng hóa và chứng khoán của Mỹ. Thì SEC đã đâm một cái bản cáo trạng để mà tố cáo Sam Bankman-Fried. Thì về những cái vấn đề mà SEC tố cáo Sam Bankman-Fried thì đây là một cái việc gọi là về dân sự thôi, về dân sự thôi nha anh em. Anh em hãy nhớ cho mình là Sam Bankman-Fried bị SEC cáo buộc điều tra, cáo buộc tội lừa đảo là về mặt dân sự thôi. Và tiếp theo đó nữa thì chúng ta cũng đã có một cái một cái cáo buộc khác, đó chính là về CFTC. Thì về CFTC đó là một CFTC là ủy ban giao dịch tài sản kỳ hạn của Mỹ. Thì đây được xem như là một cái cơ quan chị em của SEC mà thôi. Thì CFTC cũng đã đâm đơn kiện Sam. Anh em cũng đã đâm đơn kiện Sam. Và cái việc kiện này đó thì đây cũng chỉ là về mặt dân sự mà thôi. Rồi ha. Nhưng mà cái quan trọng hơn mà chúng ta cần phải chú ý đó chính là Bộ Tư pháp của Mỹ cũng đã đâm đơn để mà kiện Sam. Và lần này đó chính là về tội hình sự nha anh em. Và cái việc không chỉ Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội đâu, mà cả chính quyền tại Bahamas, cái nơi mà Sam đã sinh sống và làm việc ở đây, và cũng là nơi mà FTX đã đặt cái trụ sở chính ở đây đó, thì đã có một cái lệnh bắt giữ Sam. Và tổng lại là cái cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra cho Sam nó nặng nề hơn cả SEC và cả CFTC, là nó thuộc về hình sự. Và ở đây mình có trình bày rõ ràng ra cho anh em, thì các tội danh mà Sam đã bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc là gồm những gì. Thứ nhất, chúng ta có là âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng nè. Thứ hai, chúng ta có gian lận tiền gửi khách hàng nè. Rồi âm mưu gian lận tiền chủ nợ, gian lận tiền của chủ nợ, âm mưu gian lận tài sản, âm mưu gian lận chứng khoán, âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa gạt nước Mỹ và vi phạm các quy định về quyên góp tài chính. Anh em thấy nó nặng nề không? Đó, và sau khi nhận được các cáo buộc như vậy thì chúng ta cũng đã có một cái kết quả mà mình cho rằng nó hơi là cay nghiệt, nó rất là cay nghiệt đối với Sam. Đó chính là cuối cùng thì Sam Bankman-Fried đã bị police, đã bị cảnh sát bắt ở Bahamas và sẽ bị tạm giam ở Bahamas đến tháng 2 năm 2023 trước khi có các quyết định dẫn độ về Mỹ để mà giải quyết. Thì ở đây một lần nữa anh em thấy rằng là cái bản cáo trạng của Sam khi mà bị ba cái cơ quan này họ tấn công vào, thì anh em thấy nó dài như một cái sớ vậy. Và khi mà tổng hợp lại tất cả các cái tội danh này đó, thì anh em biết rằng là Sam có thể bị kết án lên tới là 165 năm tù. Đó, mà ở Việt Nam mình thì mình hay gọi đó là chung thân, nhưng mà ở Mỹ thì dường như là họ sẽ không có những cái bản án chung thân, mà họ chấp nhận họ phạt những cái hình phạt mà ở lên đến hàng trăm năm tù như vậy thôi. Đó, nghe rất là khó chịu đúng không anh em? Thì cuối cùng thì bây giờ chúng ta cũng đã có một cái kết quả mà mình cho rằng là mặc dù nó thỏa đáng, nhưng mà khi xét về một cái tính ở đó thì chúng ta cũng thấy là khá là cay nghiệt đối với một người mà đã từng là thiên tài của crypto và đã được rất nhiều người kỳ vọng rằng là sẽ đưa crypto lên một cái tầm cao mới, lên một cái bước phát triển mới anh em. Rồi, và tiếp nối cái câu chuyện của Sam thì chúng ta cũng đã có nhiều cái chi tiết được tiết lộ bây giờ, cái tình trạng hiện tại bây giờ của FTX. Đó chính là cái việc mà tân CEO của FTX, thì dành cho anh em là chưa biết á, là ông John Chay-Ray này á, ông là tân CEO của FTX. Và Sam bây giờ không phải là CEO hay không còn có chức vụ quyền hạn gì bên FTX nữa nha anh em. Đó, chúng ta phải phân biệt rõ được cái đó. Thì ông John Chay-Ray này đó, bây giờ là ông là tân CEO FTX, nhưng mà ông không có cái trách nhiệm là phải hồi sinh FTX rồi phải cứu vãn FTX gì cả. Nhưng mà cái trách nhiệm bây giờ chính của ổng đó là ổng làm sao để mà ổng phân biệt rạch ròi ra những cái tài sản mà FTX đang còn lại, đang vướng bận, và dùng những cái tài sản đó tổng hợp lại để mà trả lại cho các chủ nợ, trả lại cho các người dùng bị thiệt hại thôi. Thì ông John Ray này đó, ổng đã đưa ra một số, ổng đã tiết lộ một số cái chi tiết mà mình cho rằng nó cũng khá là bất ngờ trong cái trường hợp này. Đó chính là ổng nói đó là tài sản của khách hàng trên FTX đó là được trộn lẫn với tài sản của quỹ
Alameda Research. Tức là sao anh em? Tức là anh em phải nhớ là trước đây á, là Sam từng nói là FTX và Alameda Research là hai cái đơn vị hoạt động độc lập với nhau, đúng không? Nhưng mà bây giờ lòi ra là tài sản của khách hàng chuyển lên sàn đó, thì FTX với Alameda Research dùng chung đó. Mình nói như vậy cho anh em dễ hiểu. Dùng chung tức là cứ đẩy qua đẩy lại, rồi mượn qua mượn lại, rồi trộn lẫn lại với nhau đó, mình gọi chung là dùng chung, nó rất là rắc rối luôn. Rồi cái thứ hai là Alameda Research đã sử dụng tiền của khách hàng để tham gia vào giao dịch ký quỷ. Tức là Alameda Research cầm tiền của anh em đi đánh long sọt á đó. Nói mình nói vậy cho anh em dễ hiểu. Và cái việc mà Alameda đánh long sọt như vậy và khiến khách hàng và khiến cái tiền đó của anh em bị lỗ. Và một vòng cái chi tiết nữa mà mình muốn chia sẻ cho anh em, tức là trong một cái bài phỏng vấn tầm khoảng tháng 4 tháng 5 thì chúng ta có một cái cuộc phỏng vấn của CEO Alameda Research, tức là chị Caroline đó. Thì lúc đó chị có nói rằng là cái chiến lược giao dịch mà đòn bẩy, chiến lược giao dịch long short của Alameda Research là họ không có một cái khái niệm về stop loss anh em. Đó, một cái tình tiết khá là thú vị ha. Thì anh em nào chơi long short thì anh em biết stop loss là gì rồi đúng không? Thì lúc đó chị Caroline chị có nói rằng là dường như là cái khái niệm long short nó không có hiệu quả với Alameda Research, và Alameda Research cũng chẳng có bao giờ mà sử dụng cái công cụ đó, mà cho rằng cái công cụ là cái công cụ mà nó thiếu một cái tính gọi là quản lý rủi ro khi mà chúng ta trade đòn bẩy. Đó thì đây chính là cái kết quả đây, đó chính là Alameda Research đã bị lỗ rất là nặng ha anh em. Rồi và cái thứ ba tức là FTX đã chi tiền khá là hung phí vào cuối năm 2021 đến năm 2022. Đó, và trong cái khoảng thời gian đó là họ bung ra khoảng 5 tỷ đô nha anh em, 5 tỷ đô để chi vào các việc này. Thì cái việc này là cái việc gì? Như anh em thấy là trong năm 2021, cuối năm 2021 đến năm 2022 thì FTX đã chi rất là nhiều tiền cho các hoạt động là quảng bá thương hiệu, quảng bá thể thao, ký hợp đồng với những cái nhãn hàng lớn gì đó. Thì cái đó là anh em cũng dư sức biết rồi. Và mua lại những cái công ty, rồi tài trợ, đó là những cái khoản tiền mà khi thống kê lại thì ông John Ray ông nói rằng là FTX đã chi khoảng 5 tỷ đô nha anh em. 5 tỷ đô, một cái con số mà rất là lớn khi mà chúng ta nhìn vào cái đối thủ của FTX, tức là sàn giao dịch Binance. Anh em thấy sàn giao dịch Binance đó, cái quy mô dường như là khi cái quy mô mà CZ từng tuyên bố đó là cái quy mô của FTX đó chỉ bằng khoảng là tầm khoảng 1/9, 1/10 của Binance thôi. Nhưng mà anh em hãy nhìn vào Binance, Binance không bao giờ chi tới một cái con số khổng lồ khoảng 5 tỷ như vậy cho những cái hoạt động tài trợ, cho những cái hoạt động mà mua lại gì cả, nhưng mà FTX dám chi như vậy. Thì anh em thấy là đây cũng là một cái việc mà FTX đã không biết cách để mà quản lý rủi ro cái tài sản của mình, mà cho rằng đã quá là liều mạng đi. Rồi, tiếp theo nữa là các khoản vay và thanh toán khác đã thực hiện cho những người trong nội bộ Alameda Research vượt quá 1 tỷ đô. Đây là một cái thông tin mà mình thấy rằng cũng khá là chấn động. Tại vì sao? Tại vì ở đây nói cho anh em dễ hiểu, tức là trong một cái công ty FTX Alameda Research thì những cái con người trong nội bộ với nhau, những nhân viên cấp cao trong nội bộ với nhau, những nhân viên bình thường thì họ cho vay, họ dùng tiền của khách hàng cho vay qua cho vay lại, họ dùng doanh thu cho vay qua vay lại rồi chạy chi trả cho các khoản thanh toán giữa những cái người đó, cuộc sống sinh hoạt với nhau gì đó, thì đã vượt quá 1 tỷ đô. Anh em thấy đây là con số kinh khủng không anh em? 1 tỷ đô mà chỉ những con người trong nội bộ cá nhân FTX sử dụng số tiền này vay qua vay lại và chi trả cho những hoạt động khác của cá nhân họ. Mình cũng chẳng biết nói gì khi mình đọc đến được cái thông tin này nữa. Và tiếp đến nữa thì ông John Ray ông nói rằng là FTX đã lưu trữ một số khóa riêng tư cho tài sản crypto mà không có bất kỳ một cái biện pháp kiểm soát bảo mật nào cả, hiệu quả cả. Anh em thấy một cái con số mà bây giờ nếu mà ước tính là hình như là 8 tỷ đô bị mất đúng không? 8 tới 10 tỷ đô bị mất. Vậy mà một cái sàn FTX lại lưu trữ khóa riêng tư cho những cái tài sản đó, cho những cái tài sản của người dùng đó mà không có bất kỳ một cái biện pháp kiểm soát hiệu quả nào. Vậy thì cuối cùng là chạy bằng cơm chứ không có phải là dùng công nghệ gì cả đúng không anh em? Rồi và cuối cùng là FTX là sử dụng cơ sở hạ tầng máy tính để cho phép các quản lý cấp cao của trong nội bộ truy cập vào hệ thống lưu trữ của khách hàng. Tức là sao? Tức là những cái người quản lý cấp cao của FTX đó có thể tự do truy cập vào cái hệ thống lưu trữ tài sản của khách hàng. Thì đúng rồi, đây là cái vấn đề mà họ phải tự do họ truy cập vào thì họ mới lấy tiền từ tài sản của khách hàng để họ đi họ dùng việc riêng được chứ. Họ đi họ dùng vào những cái việc mà mình cho rằng là bất hợp pháp và lừa đảo khách hàng được chứ đúng không? Đó thì đây là những cái việc mà ông John Ray đến bây giờ ông mới trong cái quá trình mà tái cấu trúc và cái quá trình mà tổng hợp tài sản để bồi thường lại cho người dùng đó thì ông mới phát hiện ra những cái này. Và những cái vấn đề này á là ông cũng đã trình bày tại buổi điều trần của Hạ viện Mỹ vào khoảng ngày 13 tháng 12 rồi. Đó, và trong cái buổi điều trần đó thì ông John Ray ông cũng nói rằng là bây giờ cái khả năng mà những cái chủ nợ FTX á lấy lại được tiền thì rất là ít anh em, cực kỳ ít luôn.
Đó, nhưng mà đối với một cái chi nhánh độc lập của FTX mà trước đây như Sam Bankman-Fried từng tuyên bố đó chính là FTX US đó, thì cái khả năng này thì lại cao hơn. Đó thì đó là những cái việc mà bây giờ là cái hệ lụy của FTX đến bây giờ và cái hậu quả mà Sam Bankman-Fried phải nhận và cũng như là cái tương lai của những cái chủ nợ đang bị FTX nợ tiền. Thì bây giờ cái diễn biến nó chỉ tới đây mà thôi. Thì nếu có bất kỳ một cái thông tin nào khác thì mình cũng sẽ chia sẻ đến cho anh em ở trong những cái video tiếp theo. Rồi, và mình cho rằng cái video này cũng khá là dài rồi, nên mình sẽ xin tạm dừng tại đây ha anh em. Hẹn gặp anh em ở tuần sau. Bye bye.